Câu số 1 nha. Nêu phương pháp phân biệt các bình đựng riêng biệt các chất khí sau. Các bình đựng riêng biệt các chất khí sau. Câu A là CH4, C2H2 và SO2. Câu B nha, C2H6, C2H4 và khí hydro. Câu C, CH4, C2H2 và C2H4. Câu D là CH4, C2H2, C2H4, SO2. Và câu E, CH4, C2H2, C2H4, SO2 và CO2. Nhớ là muốn phân biệt là chúng ta phải chi? Muốn phân biệt là đầu tiên chúng ta phải làm gì? Trích mẫu thử nha. Bởi vì các khí đề bài cho này đều là những khí không màu, cho nên chúng ta cần phải chi? Chúng ta cần phải trích mẫu thử. Bây giờ cái trường hợp đầu tiên nha, con muốn biết á, muốn phân biệt các chất với nhau là các con cần phải nắm cho rõ là tính chất hóa học của từng chất nó như thế nào. Tính chất hóa học của từng chất như thế nào, và chúng ta dựa vào sự khác biệt về tính chất hóa học của chúng để chúng ta có thể phân biệt được. Thì con biết là metan là nó chỉ có hai tính chất, đó là phẩm thế và phẩm đốt cháy. Trong khi đó cái ethylene này đó là nó là một hydrocarbon có nối 3 ở đầu mạch, cho nên nó sẽ tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 để sinh ra cái tủa. Nó có thể làm nhạt màu dung dịch brom, đồng ý chưa? Còn SO2 là một oxit axit, nó thuộc hợp chất vô cơ và nó là một oxit axit. Và nó là một oxit axit thì nó có tính chất thứ nhất là gì? Hai tính chất quan trọng để nhận biết nó, đó là gì? Nó thứ nhất là nó làm nhạt màu dung dịch thuốc tiết. Đó. Hoặc là làm nhạt màu dung dịch brom, nó vẫn làm nhạt màu dung dịch brom. Thứ hai nữa là gì? Nó là một oxit axit nên nó sẽ làm giấy quỳ tím hóa đỏ, giấy quỳ tím ẩm hóa đỏ. Còn nó là một oxit axit, nó tác dụng được với dung dịch. Nó tác dụng được với oxit axit, nó là oxit axit cho nên nó tác dụng dung dịch bazơ ClH2 lần, tạo ra cái tủa màu trắng đó. Thì mình có thể nhận biết SO2 nhờ này dung dịch thuốc tím, dung dịch bro, hoặc là giấy quỳ tím ẩm, hoặc là nước vôi trong. Vậy mình để mà nhận biết cho dễ dàng là chúng ta sẽ dùng gì? Giấy quỳ tím ẩm, đưa vô là mình thấy nó đổi màu luôn, cho nên nó dễ hơn, đồng ý nha. Còn không là các con có thể dùng gì? Dung dịch nước vôi trong cũng được ha. Bây giờ là
cô sẽ trích mẫu thử. Sau đó chúng ta sẽ nhận biết như vậy là nếu cô dùng với quỳ tím á, là với quỳ tím ẩm là cô sẽ nhận biết được khí SO2. Đồng ý nha. Còn nếu như cô dùng dung dịch nước vôi trong thì cô cũng sẽ nhận biết được SO2. Như vậy đầu tiên này, cô làm. Đầu tiên là cô sẽ dẫn các mẫu thử lội qua dung dịch brom. Lội qua dung dịch CaOH 2 lần đi. Thì chúng ta thấy cái nào có xuất hiện cái tủa. Nó sẽ là SO2. Vì sao? Vì SO2 tác dụng với CaOH 2 lần thì sẽ ra cái tủa CaSO3. Đồng ý chưa? Còn không hiện tượng là hai anh chàng còn lại. Hai anh chàng này là hydrocarbon nên nó không tác dụng được với CaOH 2 lần. Đối với hai anh chàng này thì các con biết rồi, CH2 làm nhạt màu dung dịch nước vôi trong, còn CH4 thì không, hoặc là chúng ta có thể dùng dung dịch AgNO3 trong NH3, AgNO3 trong NH3. Như vậy tiếp tục nè, dẫn hai mẫu thử còn lại là ai? CH4 với CH2 nè, lội qua dung dịch brom. Yeah. Thứ nhất, mẫu thử nào làm dung dịch brom nhạt màu? Cô dùng brom dư đi nha. Thì đó chính là C2H2. Các con biết rồi, C2H2 là có nối ba đầu mạch, cho nên nó sẽ tắt có nối ba, cho nên nó sẽ tham gia vẫn cộng với brom. Rồi, mẫu thử không hiện tượng. Không hiện tượng. Chính là CH4. Lưu ý ha. Để nhận biết cái tính chất khoa học của chúng, để nhận biết cái tính chất khoa học của chúng, để phân biệt chúng là chúng ta phải dựa vào tính chất khoa học khác nhau của chúng. Và các con lưu ý là phân biệt là dựa vào hiện tượng. Dựa vào hiện tượng, mà hiện tượng là dựa trên các phản ứng hóa học. Và phân biệt là dựa vào tính chất khoa học khác nhau của chúng để mà phân biệt ra chúng. Bây giờ câu B. Câu A là xong, bây giờ câu B này. Câu B cô sẽ làm gọn hơn, cô không trình bày từng ý này nữa ha. Cô muốn phân biệt CH6, CH4 và hydro. Rồi điều đầu tiên cô sẽ trích mẫu thử đương nhiên rồi. Bây giờ chúng ta phân tích nè. C2H6 là hydrocarbon. No, vì sao CH6 công thức là vậy? C2H6 là một hydrocarbon no. Như vậy tính chất hóa học nó sẽ giống cái metan. Mà con biết là metan nó có phản đốt cháy và nó sẽ có phản đốt cháy và phản ứng thế. Còn C2H4 thì nó lại có nối đôi cho nên nó có phản cộng. Nghĩa là những hợp chất có nối đôi, nối ba thì làm nhạt màu dung dịch brom hoặc là dung dịch thuốc tím. Còn cái anh chàng mà có nối ba đầu mạch thì tạo cái tủa vàng nhạt với lại dung dịch AgNO3 trong NH3. Ok chưa? Còn hydro thì có câu hợp nước 8 là có công biết là hydro là chất khí có tính khử, nó có phản đốt cháy, nó khử được các oxit kim loại trung bình và yếu. Ok chưa? Ở đây có nhiều bạn là nhận biết đầu tiên là sẽ nhận biết C2H4. Nhiều bạn sẽ dùng cái C2H4. Đồng ý nha. Nhận biết CH4 trước bằng cách dùng dung dịch brom. Bởi vì là
CH6 và H2 là không làm mặt nhạt bảo dịch boron. Bây giờ đến CH6 và hydro là nhiều bạn nói là dùng CuO. Nhiều bạn nói là dùng CuO. Bởi vì là hydro nó khử được CuO ra CuO kim loại biến từ chất rắn biến từ màu đen sang màu đỏ. Tuy nhiên á, cô á là cô không dùng CuO. Vì sao? Bởi vì khi mà các con đi học lớp 11 á, các con sẽ biết là trong cái phương pháp phân tích định tính hợp chất hữu cơ, tức là xác định sự có mặt của các nguyên tố có mặt trong hợp chất hữu cơ, thì người ta đã trộn cái hợp chất hữu cơ với CuO để oxy hóa nó. Thì khi đó CuO nó sẽ cung cấp oxy thay cho cái oxy không khí để oxy hóa hợp chất hữu cơ. Cho nên nếu mà dùng CuO thì nó cũng không được về lâu về sau nữa, nó sẽ trái với cái phương pháp phân tích lớp 11. Do đó cô sẽ đề nghị một cách thứ hai. Đó là gì? Dựa vào phản ứng đốt cháy. C2H6 đốt cháy. CH6 nghe con. Đốt cháy thì sẽ ra được khí CO2 và nước. Còn hydro chỉ cho ra nước thôi. Cái cô dẫn sản phẩm cháy đó vào dịch nước vôi trong. Vậy cái nào mà đục? Cái nào mà hóa đục? Thì đó chính là sản phẩm cháy của CH6. Còn cái nào mà không hóa, không làm nước vôi trong đục thì đó là sản phẩm cháy của hydro. Đồng ý không? Có nhiều bạn nói cô là CH6 là nó có tính chất giống như metan, vậy thì tại sao cô không dùng phẩm thế với clo? Các con lưu ý, hydro lớp 10 con học, các con sẽ biết hydro nó cũng tác dụng được với clo khi chiếu sáng. CH6 tác dụng clo khi chiếu sáng, rồi hydro cũng tác dụng clo khi chiếu sáng đó. Cho nên tốt nhất mà cái phản hydro tác dụng với clo hay là metan tác dụng clo, thứ nhất là thao tác thì rườm rà, khí clo thì lại độc, thao tác thì rườm rà, phản ứng thì lâu, vì đó là phản ứng phải chiếu sáng một thời gian rồi bắt đầu mới khơi mà phản ứng vẫn mới xảy ra đó. Cho nên thành ra là cô nghĩ dùng đốt cháy ok hơn ha. Đầu tiên chúng ta dùng dung dịch brom ra thì làm nhạt màu dung dịch brom, làm nhạt màu dung dịch brom là C2H4, còn không hiện tượng là CH6 và H2. Ok chưa? Sau đó cô sẽ viết phương trình đây nè. Các con á, nêu xong rồi mới nhận biết, nêu xong rồi mới viết phương trình, tức là chúng ta viết phương trình sau cùng cũng ok nha. Nhưng cô muốn viết trước để khỏi sót. Rồi bây giờ còn lại hai mẫu thử còn lại thì chúng ta sẽ dùng phương pháp là gì? Đốt. Chúng ta sẽ đốt hai mẫu thử. Đốt hai mẫu thử C2H6 và H2. Rồi dẫn sản phẩm cháy qua dung dịch CaOH2 lần dư. Đó. Yeah. Nếu xuất hiện cái tủa, chính là sản phẩm cháy của CH6 không hiện tượng thì đó là sản phẩm cháy của hydro, là sản phẩm cháy của hydro. Đây các con xem, H2 cộng oxy là ra nước, đúng chưa? C2H6 mà cộng oxy ra CO2 cộng với nước, đồng ý chưa? Rồi sau đó CO2 cộng với CaOH tất cả hai lần dư. CaCO3 cộng nước. Đó, cái này nó an toàn hơn ha. Chứ nếu chúng ta dùng CuO thì nó trái với cái phân tích.
Câu C nè. Chúng ta sẽ phân biệt CH2, CH4 Đây là ba hydrocarbon mà chúng ta đã học trong chương trình rồi đúng không? Metan, acetylene và ethylene. À, cái này thì quá dễ rồi, cái này là các con biết rồi, đầu tiên là cô nên dùng dung dịch AgNO3 trong NH3. Thì cái nào xuất hiện cái tủa là CH2. Được chưa? Còn không hiện tượng là CH4 và CH4. Đó. Để mà viết theo cái chương trình lớp 9 của chúng ta là chúng ta sẽ viết Ag2O. Còn nếu mà giải theo chương trình lớp 11 viết chương trình viết theo kiểu lớp 11 đó. Bây giờ còn lại CH4 với lại CH4 thì các con biết rồi, mình biết cái gì? CH4 là có nối đôi, còn CH4 thì lại không có nối đôi. Cho nên chúng ta sẽ dùng gì? Dung dịch brom. Brom dư nha. Thì làm nhạt vào dung dịch brom là CH4. Còn không hiện tượng là CH4. Đó. CH4 có nối đôi. CH4 có nối đôi. Cho nên nó sẽ tham gia phần cộng. Rồi câu C nè, câu D. Đề yêu cầu chúng ta nhận biết CH4, C2H4, C2H2 và khí SO2. Khí SO2 là chúng ta đã biết cách nhận biết ở bài đầu tiên rồi đúng không? Ở cái câu A rồi đúng chưa? Vậy bây giờ là theo thứ tự đầu tiên là cô dùng gì? Đầu tiên là cô dùng dịch CaOH tất cả hai lần. Dẫn các mẫu thử đi lội qua dung dịch CaOH tất cả hai lần. Thì cái nào mà xuất hiện cái tủa, xuất hiện cái tủa tức là dung dịch bị đục á, đó là SO2. Còn không hiện tượng sẽ là CH4 nè, C2H4 nè và CH2. Dư thì nó sẽ ra cái tủa nha. Cái tủa đó chính là CaSO và đồng ý nha. Rồi ba khí còn lại CH4, CH4, CH2 thì làm giống câu gì? Làm giống câu C đúng không? Còn lại ba khí CH4, CH2 và CH4 thì chúng ta sẽ làm giống câu C ở phần còn lại. Mình biết ba khí nó đi. Bây giờ câu A của chúng ta, câu A y chang câu D luôn, nhưng mà nó thêm cái là thêm ở đây á, là nó có thêm một cái khí CO2
Mà các con biết là khí CO2 ấy, là cũng là một oxit axit. Tuy nhiên, khí CO2 mặc dù nó là một oxit axit, nó sẽ có tính chất giống SO2 ở chỗ là nó tác dụng được với dung dịch CaOH 2 lần xuất hiện cái tụ trắng. Nhưng mà nó lại không làm nhạt màu dung dịch brom giống SO2. Như vậy chúng ta có này, như vậy chúng ta có này. Học chương 1 chúng ta đã học rồi, muốn phân biệt SO2 với CO2 chúng ta dùng dịch brom. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cách chia làm hai nhóm. Thứ nhất là cô sẽ dùng dung dịch CaOH 2 lần dư, cô cho các khí lội vào này. Thì xuất hiện cái tủa là SO2 với lại CO2 đó, còn không hiện tượng á là CH4, C2H4 và C2H2. Như vậy là lúc này chúng ta chia làm hai nhóm đúng không? Chúng ta chia làm hai nhóm đúng không? Chúng ta sẽ có hai nhóm, một nhóm làm dung dịch nước vôi trong bị đục, còn một nhóm là không làm nước vôi trong bị đục. Đó. Vậy thì bây giờ đối với nhóm nhóm 1 của cô là gồm SO2 và CO2. Còn cái nhóm 2 của cô á là gồm CH4, C2H4 và C2H2. Cái cách phân biệt mà CH4, C2H2 và CH2H4 là chúng ta sẽ trình bày tiếp giống như là ở câu C đúng không? Như vậy là cách phân biệt ba khí ở nhóm 2 là chúng ta sẽ làm giống câu C. Bây giờ đối với cái nhóm 1 thì như khi nãy cô đã nói rồi là cả hai anh chàng SO2 với CO2 đều là dung dịch nước vôi trong, đều là oxit axit cho nên nó đều làm được nước vôi trong. Nhưng để phân biệt SO2 với CO2 thì chúng ta biết là SO2 học lớp 10 là SO2 nó vừa có tính oxy hóa vừa có tính khử, và khi nó có tính khử á, thì nó có thể làm nhạt màu dung dịch nước vôi, làm nhạt màu dung dịch brom, làm nhạt màu dung dịch thuốc tím. Cho nên bây giờ chúng ta đối với nhóm 1 nè, để phân biệt nhóm 1 nè. Để phân biệt nhóm 1, các chất trong cái nhóm 1 á thì cô sẽ dùng dung dịch brom. Thì làm nhạt màu dung dịch brom. Là C2 là SO2 chứ. Còn không hiện tượng là CO2. Các con xem phương trình nghe. SO2 cộng Br2 cộng với nước ra HBr cộng với lại H2SO4. SO2 cộng Br2 cộng nước là ra HBr3 2 4. Đây là phản oxy hóa khử đây. Đây là loại phản oxy hóa khử đây. Như vậy là cô đã làm xong bài đầu tiên. Bài đầu tiên nha. Bây giờ cái bài thứ hai nè. Bài thứ hai nè. Trình bày nè. Trình bày cách thu được acetylen. Cách thu được acetylen từ hỗn hợp C2H2 có lẫn CO2 và SO2. Trình bày cách thu được acetylen từ hỗn hợp CH2 có lẫn CO2 và SO2. Cái này là 38.7 thầy, bài 38.7. Những cái bài khi nãy của chúng ta là bốn mấy. Rồi, đây là bài toán tinh chế ha, đây là bài toán tinh chế. Mà muốn tinh chế thì các con phải biết được
là cái hỗn hợp của cô gồm ba khí này, mà cô muốn giữ lại anh chàng này, cô muốn lấy anh chàng đi nè, cô muốn lấy anh chàng đi và cô muốn bỏ anh chàng, hai anh chàng đi. Và chúng ta sẽ phân tích này, C2H2 là hydrocarbon, còn CO2 với lại SO2 là oxit acid. Thấy rõ tính chất học khác nhau chưa? Một anh chàng là hydrocarbon, còn anh chàng đi á thì lại là oxit acid. Anh chàng đây là hydrocarbon, mà anh chàng đây là oxit acid. Hydrocarbon, oxit acid. Vậy thì chúng ta sẽ dùng tính chất của một oxit acid để chúng ta loại bỏ anh đi. Chúng ta sẽ dùng tính chất của một oxit acid để chúng ta loại bỏ hai cái anh chàng CO2 với SO2 đi. Ok chưa? Ok nha. Như vậy là gì? Để mà thu được khí SO2, để mà thu được khí SO2, để mà thu được khí CH2 chứ, để mà thu được C2H2 thì cô sẽ dùng dung dịch CaOH 2 lần. Được chưa? Như vậy cô sẽ trình bày này. Cho hỗn hợp lội qua dung dịch CaOH 2 lần dư. Như vậy là ai sẽ tác dụng CaOH 2 lần? CO2 với SO2, CO2 với SO2. Khi đó CO2 và SO2 bị giữ lại, nó tác dụng cho nên nó ở lại trong đó. Nó biến thành chất khác. Nó tác dụng với CaOH 2 lần. Nó biến thành muối, nó bị giữ lại trong bình. Còn lại gì? Còn lại C2H2 thoát ra. Chúng ta sẽ thu được C2H2 tinh khiết. Đồng ý nha. Và chúng ta sẽ viết phương trình chứng minh. Đó, hai anh chàng oxit ni tác dụng là anh sẽ ra cái tủa nước. Anh chàng thì không, anh chàng mà bay hơi được nữa hết. Chỉ có mình CH2 nó bay ra ngoài thôi. Dư nha. Đó. Rồi chúng ta làm 38.6 ha. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp. Đốt cháy là hoàn toàn một hỗn hợp gồm C2H2 và C2H4 này có thể tích 6,72 lít ở điều kiện tiêu chuẩn. Rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được hấp thụ hết vào dung dịch CaOH tất cả hai lần dư. Chấm sau khi phần kết thúc. Thấy khối lượng bình đựng dung dịch CaOH 2 lần. Thấy khối lượng bình đựng. Dung dịch CaOH tất cả 2 lần. Tăng thêm 33,6 gram. Đồng thời có m gram với tủa. Để yêu cầu chúng ta là xác định phần trăm thể tích
của mỗi khí trong hỗn hợp. Và tính M. Đó. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm C2H2 và CH4 có thể tích 6,72 lít ở điều kiện tiêu chuẩn, rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được hấp thụ hết vào dung dịch CaOH tất cả hai lần dư. Sau khi phẫn kết thúc và kết thúc ngà là thấy khối lượng bình đựng dung dịch CaOH hai lần tăng thêm 33,6 gram, đồng thời có M gam với tủa. Xác định phần trăm thể tích của mỗi chất trồng hợp và tính M. Lưu ý nha, viết đề vào nha. Đây là bài toán gì đây? Đây là bài toán hỗn hợp đúng không? Đây là bài toán hỗn hợp. Các con có thể giải theo kiểu bảo toàn vô tư nha. Bây giờ cô sẽ phân tích đề nè. Chúng ta có một hỗn hợp gồm C2H2 và C2H4. Tổng thể tích của chúng là 6,72 lít. Chúng ta đem đi đốt. Con biết rồi, chúng mà đốt là ra CO2 với nước. Đây là sản phẩm cháy. Bây giờ cho cái sản phẩm cháy nào hấp thu vào dung dịch CaOH 2 lần dư. Con biết là khi hấp thụ vào CaOH 2 lần dư thì cứ tưởng tượng này, cô đang có một cái bình đựng dung dịch CaOH tất cả hai lần. Cô đang nói về cái bình đựng dịch CaOH tất cả hai lần nha. Cái cô cho CO2 với nước nhảy vô. Mà các con biết là khi CO2 mà nhảy vô là nó tác dụng CaOH hai lần dư, đúng chưa? Để ra cái tủa CaCO3 và nước. Cứ mỗi lần làm bài này là cô cứ vẽ hoài vậy đó. Biết mấy đứa có nhớ không? Chúng nhảy vô CaOH tất cả hai dung dịch, nhảy vô trong cái bình đựng dung dịch CaOH tất cả hai lần dư. Thì con thấy là khi chúng phẫn với nhau thì nó sẽ tạo thành cái lớp, cái tủa phía dưới này lắng xuống dưới này, đúng không? Được chưa? Cái tủa này là ở đâu? Cái tủa này có nằm trong dịch CaOH hai lần không? Không. Nó không nằm trong dịch CaOH hai lần. Không ở trong dịch. Nhưng mà nó có ở trong bình không? Vẫn ở trong bình. Cái tủa này nó không còn nằm trong dịch nhưng mà nó vẫn nằm trong bình chứa. Vậy bây giờ nè, đề nó nói là khối lượng bình đựng dung dịch CaOH tất cả hai lần tăng thêm 33,6 gram. Thấy khối lượng bình đựng dung dịch CaOH hai lần tăng thêm 33,6 gram. Vậy thì 33,6 gram đó sẽ là khối lượng của hai anh chàng sản phẩm cháy này thôi. Vì sao? Bởi vì cái bình đựng này, con quan sát cái bình này, cả cái bình đựng dịch đây nè, có ai đi ra khỏi bình không? Không có. Không có ai đi ra khỏi bình hết. Chỉ có đi vào thôi, là sản phẩm cháy đi vào thôi. Đồng ý chưa? Chỉ có sản phẩm cháy đi vào bình thôi. Chứ còn chẳng có ai đi ra khỏi bình hết, cho nên khối lượng bình đựng dung dịch CaOH hai lần tăng thêm chính là khối lượng của sản phẩm cháy. Chấm hết.
cái tủa nó chỉ tách ra khỏi dung dịch chứ nó vẫn nằm trong bình chứa, cho nên nó không làm thay đổi khối lượng bình. Vậy thì khối lượng bình bình thay đổi là do sản phẩm cháy đi vào làm tăng khối lượng bình lên, ok chưa? Đồng ý nha. Khi nào người ta nói đến khối lượng dung dịch đây nè, thì lúc đó mới tính cái tủa này vô. Còn đây chị nói là khối lượng bình chứa là cái bình đây nè, để chỉ có cái này nhảy vào bình thôi chứ chẳng có ai đi ra khỏi bình hết. Như vậy nè, bây giờ chúng ta sẽ có phương trình phẫu đốt cháy nha. Cô làm theo kiểu phương trình trước nha. Đây là bài toán hỗn hợp. Vậy cô đặt cái này A mol, cái này B mol. Vậy thì cái này cô sẽ có là 2A, 2B. Và cái này sẽ là A, cái này sẽ là 2B. Đồng ý chưa? Như vậy cô có phương trình thứ nhất nè, là A cộng B bằng 6,72 chia 2,4, số mol hỗn hợp đó. Rồi khối lượng sản cháy nè, khối lượng sản cháy là CO2 là 44 nhân 2A cộng 2B cộng cho nước là 18 nhân A cộng 2B, tổng hai anh chàng đi cộng lại là 33,6 gram. Nhiệm vụ của các con là bấm máy tính giải hệ nha. Rồi, ở đây là các con muốn bấm máy tính là các con nhớ nhân ra nha, đưa về theo đúng ẩn AB nha. Và cô giải được nè, A bằng 0,2 mol và B bằng 0,1 mol. Đó, A bằng 0,2 mol và B bằng 0,1 mol. Bây giờ phần trăm về thể tích là bằng phần trăm về số mol. Lấy số mol chia tổng số mol của hai khí. Rồi phần trăm thể tích của CH4 là lấy 100 trừ cho cái này là ra. Đề còn yêu cầu chúng ta là tính cái m. Mà m là cái gì? M là cái tủa. Mà cái tủa là do CO2 tác dụng CaOH tất cả hai lần dư. Đó. Mà số mol CO2 đây là bằng 2A cộng 2B nè. Là bằng bao nhiêu ta? 0,4 cộng 0,2 cộng 0,6. Vậy khối lượng M này chính là cái tủa CaCO3 0,6 nhân 100
là bằng 60 gram, đúng chưa? 0,6 nhân 100 là 60 gram. Em mừng vui hơn ngờ. Rồi chúng ta sang 38.2. Để yêu cầu chúng ta là viết phương trình hóa học phản ứng cháy. Viết phương trình hóa học phản ứng cháy của các chất sau. Thứ nhất là CH4, thứ nhì là C2H2, thứ ba là C2H4, thứ tư là C6H6 benzen và thứ năm là CH5OH. Sau đó hỏi là tính tỷ lệ giữa số mol nước và số mol CO2 sinh ra trong mỗi trường hợp. Số mol nước và số mol CO2 sinh ra trong mỗi trường hợp đó. Được chưa? Các con biết là các hợp chất nó có chứa carbon hydro hoặc là chứa carbon hydro và oxy thì khi đốt cháy là sản phẩm cháy thu được sẽ là CO2 và nước, đúng không? Sản phẩm cháy thu được sẽ là CO2 và nước. Vậy đầu tiên đề nó yêu cầu chúng ta viết phương trình vận đốt cháy thì chúng ta cứ viết phương trình vận đốt cháy trước. Các con biết là CH4 vận đốt cháy là cộng oxy ra CO2 và nước. Được chưa? Và đề nó hỏi luôn tỷ lệ mol. Đề nó hỏi chúng ta là tỷ lệ giữa số mol CO2 và số mol nước sinh ra. Các con biết là khi người ta hỏi tỷ lệ về số mol thì chúng ta có quyền lấy hệ số trong hai phương trình chia nhau. Hệ số của chúng ở trong phương trình để chia nhau. Hệ số của hai chất trong phương trình chia nhau. Số mol nước chia số mol CO2 là lấy hệ số của nước chia hệ số CO2 bằng 1 bằng 2. 2 chia 1 bằng 2. Nhớ nghe, người ta chỉ hỏi tỷ lệ về số mol của nước và CO2 sinh ra thì chúng ta sẽ lấy nguyên cái hệ số của chúng trong phương trình vận đốt cháy chúng ta chia luôn. Tương tự nào, làm cái nhất nào chúng ta tính tỷ lệ đó luôn nha. C2H2 ở đây chúng ta có tỷ lệ số mol nước chia số mol CO2 là bằng 2 chia 4, bằng 1 phần 2, đúng chưa? Chúng ta lại sang cái chất thứ 3. Đó là CH4. Chúng ta có CH4 đốt cháy cũng thu được CO2 và nước luôn. Ở đây chúng ta có tỷ lệ số mol CO2 nước chia CO2. Rồi, lấy cái hệ số của chúng trong phương trình chia nhau bằng 2 chia 2 được 1. Tiếp tục, nếu chúng ta lấy C6H6
thì chúng ta sẽ thu được CO2 với nước đổi ra. Không biết là trong cái benzen nó là do cái tỷ lệ hàm lượng carbon nó lớn, cho nên thành ra khi mà đốt là nó dễ sinh ra mùi than nhiều hơn là khí mê tan. Và đây chúng ta có tỷ lệ số mol nước với số mol CO2. Rồi lấy hệ số của chúng trong công trình 6 chia 12 được 1/2. Tiếp tục nào, nếu chúng ta đốt rượu etylic thì sao? Nếu chúng ta đốt cháy rượu etylic, chúng ta cũng sẽ thu được CO2 với nước 7163. Và chúng ta cũng có tỷ lệ nước, số mol nước chia cho số mol CO2 thu được, sinh ra là bằng tỷ lệ là 32, tức là bằng 1,5, đúng chưa? Bây giờ chúng ta sang bài 38.4 nè. Đốt cháy một hydrocarbon A. Đốt cháy một hydrocarbon A. Biết rằng tỷ lệ số mol, tỷ lệ số mol chất A với số mol CO2 và nước là 2.2, 2.1. Đó, yêu cầu chúng ta là xác định công thức phân tử của A, viết công thức cấu tạo, gọi tên A. Các con biết rồi, hydrocarbon công thức là gì? Gọi công thức của A là CXHI, đúng không? Rồi chúng ta có phương trình vận đốt cháy. Đồng ý nha. Theo đúng phương trình này, theo đúng phương trình là hệ số này là 4 nè. Đây là 4x cộng y nè. Đây là 4x nè. Cái này là 2y nè. Cô viết ra cho mình thêm nè. Đề nó cho tỷ lệ A CO2 với nước. A này, CO2 này, nước là 1:2:1. 1:2:1 A CO2 nước đúng tỷ lệ 1:2:1. Thì các con lưu ý nha. Cái tỷ lệ bao nhiêu thì chúng ta coi, chúng ta điền vào luôn 1:2:1. Tỷ lệ mol đó chúng ta điền vào luôn. Bởi vì đề chỉ yêu cầu chúng ta xác định công thức phân tử, chứ đề không yêu cầu chúng ta xác định số mol. Cho nên chúng ta lấy luôn cái tỷ lệ, chúng ta coi như cái tỷ lệ đó là số mol và chúng ta điền vào phương trình luôn. Rồi sau khi điền xong chúng ta nhân chéo, chúng ta sẽ tính được ý không?
Cái tỷ lệ mol là chúng ta coi như nó số mol luôn để chúng ta điền vào phương trình luôn. Dạ. Yeah. Tương tự chúng ta sẽ nhân chéo chúng ta tính được. Ê, đồng ý nè. Ở đây chúng ta sẽ có 1 nhân 4 x là bằng 4 nhân 2. Để chúng ta tính được x bằng 2 nè. Mỗi ra. Ở đây chúng ta có 1 nhân 2 y bằng 4 nhân 2 nè. Chúng ta tính được y bằng 4 nè. Như vậy là hydrocarbon đó có công thức phân tử là C2H4. Công thức cấu tạo của nó là các con biết rồi đúng không? Công thức cấu tạo là gì? Công thức phân tử là C2H4. Công thức cấu tạo là nó có cái nối, nối đôi. Và tên gọi của nó là ethylene, hay còn gọi là ethan. Nó là một alken, nó là chất đầu dãy đồng đẳng, đúng không? Nó là chất thuộc đầu dãy đồng đẳng, cho nên là nó là rồi chúng ta tiếp tục nha, một bài tương tự nha. Đốt cháy một hydrocarbonic. Đốt cháy một hydrocarbonic. Thu được sản phẩm cháy là CO2 và nước. Chấm biết rằng này tỷ lệ khối lượng nè A 2 chấm CO2 2 chấm nước là bằng tỷ lệ khối lượng nha là 4 2 chấm 11 và 9. Yêu cầu chúng ta là xác định công thức của A nè, cho biết tính chất hóa học của A nè. Bây giờ viết phương trình điều chế A nè trong phòng thí nghiệm. Viết phương trình điều chế A trong phòng thí nghiệm đó. Cái bài này nó tương tự bài trên, nhưng bài trên là nó cho tỷ lệ về số mol, thì bài dưới này nó cho tỷ lệ về khối lượng, vậy thôi. Ở trên cho tỷ lệ về số mol, còn bài dưới này là cho tỷ lệ về khối lượng. Rồi chúng ta cũng gọi công thức của x. Sao hình thức công thức của x chứ? Thôi lỡ đây chữ hình A. Chúng ta gọi công thức phân tử của A nó sẽ là CXHI. Và chúng ta cũng có phương trình phản ứng đốt cháy Cô viết như vậy để cô khỏi phải viết dưới dạng phân số ha. Ra 4XCO2 cộng 2y lần nước. Lưu ý là đề cho cái tỷ lệ khối lượng thì chúng ta coi như nó là khối lượng luôn. Đề cho tỷ lệ khối lượng thì chúng ta coi như là khối lượng luôn. Khối lượng đây 4, đây 11 và đây 9. Mà các con biết rồi, khối lượng thì trên đi chúng ta sẽ điền vào lớn. Khối lượng thì trên đi chúng ta sẽ điền vào lớn. Vậy đây là 4 nhân cho 12 cộng y. Nhớ chưa? Khối lượng thì điền vào lớn nha.
Rồi đây là 4x nhân 44 CO2 mà lớn 44, nhớ nhân thêm cái hệ số lần trước. Vậy đây là 2y nhân 18. Như vậy là cô nhân chéo để cô có phương trình thứ nhất là cô lấy 11 nhân 4 nhân 12x cộng y thì bằng 4 nhân 4x nhân 44. Đúng chưa? Rồi phương trình thứ hai là cô sẽ nhân chéo như vậy cũng được. Nhưng mà nếu nhân chéo như vậy thì nó xuất hiện thêm cái x y này mệt quá, cho nên cô sẽ nhân chéo hai chỗ này để cô bớt phải tính toán cộng trừ. Vậy phương trình thứ hai của cô là cô có 9 nhân 4x nhân 44 bằng 11 nhân 2y nhân 18. Ở đây các con có quyền lấy cái thứ nhất của nhân kéo cái thứ ba vẫn được nha, nhân chéo bình thường nha. Nhưng mà cô nhân rất là mất công cô tính nên cô không muốn nhân đó. Nhiệm vụ các con đi tính nè. Rồi cô nhân ra thử xem. Hai cái này là cô sẽ tương đương với, có nhiều bạn nói là có nhiều bạn là nhân cái ni một lần rồi nhân cái ni một lần rồi sau đó lấy hai ni nhân lần ra hệ phương trình ba phương trình, không được. Có ba vị thức như vậy chúng ta chỉ thực hiện nhân chéo hai lần thôi. Chúng ta sẽ nhân chéo là một phương trình thứ ba thì nó trùng, nó sẽ trùng với hai anh chàng trước. Chúng ta có nè, ở đây cô rút gọn bớt ra cho nó dễ. 11 với 44 rút gọn là cho nó còn 4. Vậy nên cô có là 12x cộng y thì bằng 16. Phương trình thứ hai nè, rút gọn được không? Có 9 rút gọn 18 là còn 2. Rồi 2 với lại 2 rút gọn với 4, 44 rút gọn này còn 4. Vậy bên đây cô có là 4x thì bằng y. Rồi sau đó cô giải được chưa? Còn không các con là có quyền các con nhân ra bình thường, nhân ra bấm máy tính mệt quá nên cô rút gọn được cô rút gọn. Cô giải ra x bằng 1 và y bằng 4. Như vậy anh chàng đó là CH4 đúng không? Con biết trong cái công thức cấu tạo của CH4 là có 4 liên kết đơn giữa C và H và nó có tên gọi là khí metan hay còn gọi là khí thiên nhiên. Ok chưa? Khí biogas là nó đấy. Và cái tính chất hóa học của CH4 là gì? Thứ nhất là đốt cháy. Con biết rồi, CH4 mà đốt cháy là ra CO2 và nước. Thứ hai là phẫn thế. Phẫn thế với clo. Đó. Phản ứng thế với clo. Rồi, đề con ấy nữa. Điều chế A trong phòng thí nghiệm. Con biết là muốn điều chế A trong phòng thí nghiệm chúng ta làm sao hè? Muốn điều chế A trong phòng thí nghiệm chúng ta sẽ gì? Điều chế A trong phòng thí nghiệm thì chúng ta sẽ gì? Điều chế A trong phòng thí nghiệm thì chúng ta sẽ nung natri acetat với hỗn hợp vôi tôi sút. Ở đây là muốn cho phản nó xảy ra nhanh là chúng ta phải gì? Chúng ta phải dùng hóa chất là phải khô và mới.
chứ CaO mà nó để lâu trong khí là nó sẽ biến đổi thành CaCO3. Cho nên ở trong này là chúng ta phải dùng CaO mới. Rồi tiếp tục một bài tương tự nha, nhưng mà bài này thì nó hơn chí. Bài này nó rồi đốt cháy một hydro carbon, đốt cháy một hydro carbon A thu được sản phẩm cháy, thu được sản phẩm cháy CO2 và nước có tỷ lệ mol, có tỷ lệ mol 2:3. Đó, yêu cầu là xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo, gọi tên A, cho biết tính chất hóa học của A. Bài này nó khác cái bài trước ở chỗ là sao, nó cũng cho tỷ lệ mol nhưng mà nó chỉ cho tỷ lệ mol của hai chất thôi, không phải cho tỷ lệ mol của ba chất như khi nãy. Khi nãy ba chất thì chúng ta sẽ lập được hệ phương trình hai ẩn số. Bây giờ là chỉ cho một cái tỷ lệ giữa hai chất thì chắc chắn chúng ta sẽ không lập được hệ phương trình đó. Như vậy là chúng ta sẽ không giải được ẩn, mà không giải được ẩn x y là chúng ta phải biện luận đó. Chúng ta phải biện luận đó nghe. Rồi, các con coi nè, cô cũng gọi công thức luôn nha. Rồi, thôi cô bỏ qua cái bước đó nha. Rồi, tỷ lệ mol 2:3, để cho tỷ lệ mol 2:3, chúng ta điền vô. Tỷ lệ mol thì điền hệ số. Tỷ lệ mol thì mình coi nó giống như số mol vậy đó. Tỷ lệ mol thì mình coi nó giống như số mol, mà số mol thì mình điền hệ số. Vậy lúc này cô sẽ có là gì? 4x nhân 3 thì bằng 2 nhân 2y. Và ở đây cô sẽ có y là bằng 3x. Y là bằng 3x. Thì các con lưu ý nè. Các con lưu ý nè, y bằng 3x thì chúng ta sẽ có nè Cx h 3x đúng không? Mà trong công thức hydro carbon đó, đối với công thức hydro carbon nhắc lý thuyết nghe, Cx là y nó phải bé hơn bằng 2x cộng 2 và y nó phải là số chẵn. X y là số tự nhiên. Vậy bây giờ cô có nè điều kiện y bé hơn bằng 2x cộng 2 nè. Vậy tương đương đây là 3x bé hơn bằng 2x cộng 2. Và từ đây cô suy được là x bé hơn bằng 2. Mà x là số tự nhiên thì con biết là x có thể bằng 1 hoặc là bằng 2. Khi x bằng 1 thì y nó sẽ bằng 3x, tức là y bằng 3, 2 bằng 6. Và các con sẽ chọn cái nào? Chọn cái này nè. Vì sao? Vì y chẵn. Cho nên cô sẽ chọn vậy. Công thức phân tử của A là C2H6. Và con biết công thức cấu tạo của nó là CH3 gạch CH3. Và cái tính chất hóa học của nó là gì? Cái này là giống beta không? Giống y. Cho nên đầu tiên là nó có phản đốt cháy nè. Đó. Nó có phản đốt cháy. Đó, thứ nhì là nó có phản thế. Phản thế với clo. Nhớ điều kiện phản ánh sáng nha.
Yeah. Và cái tên gọi của anh chàng đây là Ethan. Nó có công thức cấu tạo hoàn toàn giống với lại metan, cho nên nó sẽ có công thức cấu tạo và nó sẽ có tính chất hóa học tương tự metan, nhớ ha. Bài này các con lưu ý ha. Đây, đối với hydro carbon thì y nó phải bé bằng x cộng 2, y phải là số chẵn và x y phải là số tự nhiên, 2, 3, 4, 5 dựa vào điều kiện y bé hơn bằng x cộng 2. Cô y thì bằng 7, cô thế vô 7 bé hơn hằng x cộng 2, suy x bé bằng 2 và cô sẽ chọn y bằng 6, đồng ý chưa? Đối với những hydro carbon mà chúng ta xác định được công thức cấu tạo thì chúng ta để ý cái nào mà có nối đôi thì giống tính chất của ethylene, cái nào nó có nối ba đồng bạc thì nó giống tính chất của acetylene, còn cái nào mà nó có chỉ có nối đơn không thì nó sẽ giống tính chất học của metan đó, lưu ý nè. Và khi biết tính chất học của nó, chúng ta sẽ dựa vào tính chất học của các hydro carbon tương ứng với nó giống. Hỗn hợp khí A chứa hydro và một anken, tỷ khối của A đối với hydro là 6. Đun nóng nhẹ hỗn hợp A có mặt xúc tác niken thì A biến thành hỗn hợp B, không làm mất màu nước brom và có tỷ khối đối với hydro là 8. Xác định công thức phân tử và tính thành phần phần trăm thể tích hỗn hợp A. Thì cái bài này có nhiều cách làm lắm. Có nhiều bạn là sẽ lấy coi cái số mol của hỗn hợp A. Giả sử số mol của hỗn hợp A lúc ban đầu là 1 mol. Nếu giả sử như vậy thì làm nó dễ hiểu hơn. Làm nó sẽ dễ hiểu hơn. Tuy nhiên á, là cô sẽ giải bài này một cách tổng quát nhất. Thực ra bài này nó cũng khá đơn giản chứ không có vấn đề gì đâu. Bây giờ nè, cô phân tích trước nè, các con xem. Về mặt nguyên tắc khi anken tác dụng với hydro. À, ở đây phải lưu ý cái chỗ này nữa. Nhiều bạn cũng thắc mắc cái này nữa. Cô, vì rằng là hydro lại công thức là H2 mà không phải là H. Các con lưu ý là năm lớp 8 mình đã học rồi. Đơn chất có hai loại là đơn chất của phi kim và đơn chất của kim loại. Thì công thức hóa học của các đơn chất kim loại là trùng với ký hiệu hóa học của nguyên tố kim loại luôn. Nhưng đối với các đơn chất phi kim thì có đơn chất phi kim nó trùng với ký hiệu hóa học của nguyên tố kim loại như phosphor, canxi, phosphor, carbon hay luon. Nhưng đối với những nguyên tố như oxy, hydro, nitơ, fluor v.v. thì cái đơn chất của nó thường tồn tại dưới dạng phân tử và thường thường là do hai nguyên tử liên kết với nhau. Mà trong phản ứng học là người ta nói là chất này phản ứng với chất kia. Cho nên khi mà ta nói là hydro tác dụng với anken hay gì gì đó thì có nghĩa là người ta muốn nói đến khí hydro, đơn chất là khí hydro. Đồng ý chưa? Và cái các con nhớ là khi chúng ta so sánh tỷ khối, tức là lấy m lớn của chất này chia m lớn chất kia, tức là tỷ khối so với hydro, tức là tỷ khối so với khí hydro ấy, chứ không phải là so với H. Nhớ nha. Mình có anken tác dụng hydro là ra anken. Mà các con biết là trong phản ứng này nó không hề có một cái từ nào cho biết là phản ứng xảy ra hoàn toàn. Mà cô đã nói rồi, trong phản ứng hydro carbon không no tham gia phản ứng cộng với hydro. Trong phản ứng hydro carbon không no tham gia phản ứng cộng với hydro. Thì nếu đề bài không nói phản ứng xảy ra hoàn toàn thì sau phản ứng các chất tham gia phản ứng vẫn phải còn dư.
các chất tham gia vẫn phải còn dư. Như vậy là nó còn ăn ken dư nè, và nó còn cả hiro dư, đồng ý chưa? Nhớ nha. Đề mà không nói vẫn xảy ra hoàn toàn thì nó phải có cả, ngoài sản phẩm lan can thu được thì nó còn có ăn ken dư và hiro dư, và cái này chính là hỗn hợp B. Mà các con biết trong cái hỗn hợp B này chỉ có mình cái ăn ken đi là mới làm mất màu nước boron, mới có khả năng làm mất màu nước boron, chứ còn ăn can với H2 là không có. Mà đề cho gì, mà đề cho là sao? Hỗn hợp B không làm mất màu dung dịch boron. Đó, đề nó cho biết là hỗn hợp B không làm mất màu dung dịch boron. Mà B không làm mất màu dung dịch boron thì điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là trong cái hỗn hợp B nó không có ăn ken. Đó, trong B nó không có ăn ken. Như vậy ha, như vậy là chúng ta sẽ có cái hỗn hợp A. Cô sẽ không đặt cái tổng số mol A cộng B bằng 1 mol đâu. Còn các con cứ đặt bình thường nha. Bởi vì nếu chúng ta giả sử A cộng B bằng 1 mol thì chúng ta có thêm cái M lớn, dựa vào tỷ khối chúng ta tính được M lớn là chúng ta sẽ tính được A cộng B bằng mấy. Một xí nữa nếu cần thì cô sẽ giải phía sau. Và M lớn A là bằng 6 nhân M lớn H2 là bằng 12. Đơn vị M lớn là gam trên mol nha. Rồi, và như vậy là khi ăn ken, viết phương trình bình thường nè, cho mình nhìn thấy nè, chứ còn không cần viết cũng không sao nha, để có yêu cầu đâu. Trong cái hỗn này chắc chắn anh chàng này hết, anh chàng này dư, vì trong B đâu có ăn ken dư đâu. Vậy ở đây số mol là A, đây A và đây A. Vậy thì hỗn hợp B của cô nó sẽ là gì? Hỗn hợp B của cô là gồm ancan và hiđro dư thôi. Ancan số mol A, hiđro dư sẽ là B trừ A. Và chúng ta có M lớn B là bằng 8 nhân M lớn H2 bằng 16 gam trên mol. Đó. Ok chưa? Mà các con biết là khi nung nóng A để chuyển A thành B, thì về mặt định luật bảo toàn khối lượng, theo định luật bảo toàn khối lượng, cô sẽ có M lớn A bằng M nhỏ A bằng M nhỏ B, lộn. Theo luật bảo toàn khối lượng là tổng khối lượng các chất trước vẫn bằng tổng khối lượng các chất sau vẫn. Do đó cô sẽ suy được khối lượng của hỗn hợp A sẽ bằng khối lượng hỗn hợp B. Có nhiều bạn thắc mắc với cô là: cô, hiđro dư thì nó đi đâu? Trời ơi, hiđro mà nó có dư thì nó cũng nằm trong cái hỗn hợp B. Như vậy lượng hiđro dư trong A với lại hiđro dư trong B nó sẽ cân bằng trực tiếp với nhau. Vậy cuối cùng là A vẫn bằng B. Mà các con coi nè, khối lượng thì bằng M lớn nhân số mol. M lớn của hỗn hợp nè, nhân số mol của hỗn hợp nè, bằng M lớn hỗn hợp nè, nhân số mol hỗn hợp nè. Và chúng ta có 12A cộng 12B bằng 16B. Ở đây cô sẽ rút ra 12A bằng 4B. Vậy chúng ta rút được là A trên B là bằng 1/4. Vì sao cô phải rút A trên B? Bởi vì cô nói với các con là khi mà đề nó xét phần trăm tỷ lệ thì chúng ta cứ coi cái tỷ lệ, coi cái tỷ lệ này chính là số mol luôn. Trong A chúng ta có nè phần trăm thể tích của ăn ken, chúng ta có tỷ lệ mol của chúng rồi thì chúng ta tính phần trăm thể tích thôi, là bằng A tổng số mol đó. Cô viết công thức nè, chứ không là cô thế luôn chứ không biết đâu. Coi A là một này, coi thôi nghe, chứ không phải A là một đâu.
1 cộng 4 như vậy là 20%, anh chàng này 20%. Vậy thì phần trăm thể tích của hydro lấy 100 trừ 20 là bằng 80%. Còn không á, nếu không coi như đi thì mình làm như đi. Nếu không coi hắn nhiêu đứa thì mình làm như đi. Mình làm như đi. Đây. Có nhiều bạn là nói con làm như đứa là cô không chấp nhận. Cô không chấp nhận thì cứ con sẽ làm như đi. Chúng ta có A trên B bằng 1/4, tức là B bằng 4A, tức là B bằng 4A gì nữa. Đây này, A trên B bằng 1/4, tức là cô rút được là B bằng 4A, đúng không? Vậy cô thay vào đây là A nhân 100 chia A cộng 4A, tức là 100A chia 5A, thì có phải bằng 20 không? Dạ, đó, 1% hydro chúng ta trừ là ra. Rồi, như vậy phần trăm thể tích tính xong rồi. Bây giờ còn xác định công thức phân tử nữa thôi. Bây giờ công thức phân tử thì sao đây? Công thức phân tử thì bây giờ chúng ta dựa vào công thức MA này. MA là bằng 12 đúng không? MA là gồm mấy chất? A là gồm mấy chất? Nguyên về mặt nguyên tắc là chi? Cái này là bằng khối lượng của A chia số mol của A đúng không? Mà khối lượng của A là bằng khối lượng của mỗi chất, tức là bằng M lớn ancan nhân số mol ancan cộng M lớn hydro nhân số mol hydro chia tổng số mol, được chưa? Thì bằng 12. Để cho nhanh nhẹn thì chúng ta coi y đó luôn, tức là 14N nhân 1 cộng 2 nhân 4, tất cả chia 1 cộng 4 thì bằng 12. Vậy từ đây có giải N được không Hà? A là 12. Sao cô bấm hồi cô thấy cô bấm sai quá. Sao cô thấy cô bấm vẫn sai mới ghê chứ. A bằng 1, khối lượng bằng M lớn. M lớn quảng can là 14 nhân A, M lớn hydro là 2 nhân B, M lớn 2 khối lượng nhân B đúng rồi, chia tổng số mol A cộng B bằng 12. A bằng 1, B bằng 4. Sao thế hoài mà thấy nó vẫn cứ sai sai vậy ta? Mười hai A là 4B. Ôi trời ơi, bảo sao mà nó không đúng là đúng rồi. Cái này là thành 1/3 thôi. Trời ơi, bảo sao mà không đúng. Trời ơi, cô chia ra mà ra 4 đó trời. Chắc là nhìn đây thành 16 đây. Nhìn 16 đây, chỗ này 3 ha. Để thấy lại chỗ này 1/3, cái này là 25%, cái này 25 thì này 75. Ok, tức là chỗ này A trên B bằng 1/3 thì B bằng 3A, rút ra chỗ này bia uống A là chỗ này 25. Trời ơi, sorry các con nghe,
Do cô tính sao ai đó. Cái này ba. Cái này ba. Rồi tính lại. Rồi bây giờ thì n ba đẹp rạng ngời luôn rồi. C3H6. Trời ơi, 12A bằng 4B. Rút ra là bằng 1 phần 3 mà nó có chia đâu. Rồi nó chắc chắn là nhìn lộn cái 16 rồi. Rồi có gì thắc mắc hỏi nha.